Chuyển động kinh tế chứng khoán ngày 7 tháng 7 năm 2023. Sau khi giảm điểm tương đối mạnh trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục phải đón nhận khá nhiều áp lực bán trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhờ sự tích cực của nhóm cổ phiếu thép và cổ phiếu trụ banh đã giúp VN Index tăng vọt và đóng cửa ở vùng đỉnh của ngày, một lần nữa tiệm cận vùng đỉnh của năm 1.140 điểm. Đáng chú ý trong phiên hôm nay là pha tăng mạnh của Anh cả VCB đã lan rộng ra toàn thị trường, tiếp sức cho cú bật này của thị trường. Cổ phiếu lớn VCB đã tăng thẳng đứng và đóng cửa với biên độ tăng lớn nhất kể từ đầu năm, đạt 4,3% và test lại vùng đỉnh cũ tại mức giá 105.000 đồng một cổ phiếu. Mức đỉnh lịch sử này của VCB vừa mới được xác lập vào phiên 16 tháng 6, giúp vốn hóa của Vietcombank đạt gần 500.000 tỷ đồng, vượt xa các ngân hàng khác. Chốt phiên, trên sàn HOSE, chỉ số VN Index tăng 11,85 điểm tương đương 1,05% lên 1.138,07 điểm, trong đó có 267 mã tăng và 133 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 798,4 triệu đơn vị, giá trị 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,32% về khối lượng và 11,3% về giá trị so với phiên hôm qua. Trên sàn HNX, dù giao dịch khá rung lắc quanh mốc tham chiếu nhưng diễn biến thị trường cũng khởi sắc hơn và kết phiên ở mức cao nhất ngày. Đóng cửa chỉ số HNX Index tăng 0,74 điểm tương đương 0,33% lên 225,82 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 85,5 triệu đơn vị, giá trị 1.492 tỷ đồng. Trên Upcom, thị trường không có nhiều biến động trong suốt cả phiên chiều. Đóng cửa, Upcom Index giảm 0,42 điểm tương đương 0,5% xuống 84,66 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 65 triệu đơn vị, giá trị gần 715 tỷ đồng. Phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị tăng đột biến lên mức hơn 1.399 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu vào 3 cổ phiếu EIB, VHM và KDC. Ở chiều hướng mua ròng, VCB và HPG là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay với giá trị mua vào lần lượt 153,81 tỷ đồng và 73,66 tỷ đồng. Mỹ vẫn là điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới. Dẫn báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp muốn mở rộng đầu tư ra nước ngoài trong năm 2022. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư bị giảm do các công ty cắt giảm đầu tư ra nước ngoài do bất ổn và chi phí đi vay gia tăng. Đầu tư của nước ngoài vào Mỹ giảm từ 388 tỷ đô la Mỹ năm 2021 xuống còn 285 tỷ đô la Mỹ năm 2022, chủ yếu sụt giảm mạnh do các thương vụ mua công ty Mỹ của các công ty nước ngoài giảm. Trong tương lai gần, đầu tư vào Mỹ có thể tăng trở lại do các công ty nước ngoài tận dụng quy định trong đạo luật giảm lạm phát cung cấp các khoản hỗ trợ đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo. Năm 2022, các nền kinh tế phát triển nói chung ghi nhận dòng vốn đầu tư giảm 37%. Mặc dù vẫn đứng sau Mỹ, song Trung Quốc đã ghi nhận dòng vốn đầu tư vào Trung Quốc cao nhất từ trước đến nay với 189 tỷ đô la Mỹ, tăng 5%. Phần lớn sự gia tăng đó đến từ các doanh nghiệp châu Âu. Dự trữ ngoại hối của Ukraine đạt mức kỷ lục. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Andriy Pisy cho biết dự trữ ngoại hối của nước này đã đạt mức kỷ lục, gần 39 tỷ đô la Mỹ. Mức dự trữ này củng cố khả năng cho Ngân hàng Trung ương Ukraine để tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá hối đoái. Thời gian qua, chính phủ và Ngân hàng Trung ương của Ukraine được các nước và giới chuyên gia phương Tây khen ngợi về những chính sách cho phép họ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tiền tệ, bất chấp hơn 16 tháng diễn ra cuộc xung đột với Nga. Số liệu mới được Bộ Tài chính Ukraine công bố cho thấy, trong năm nay, Kiev nhận được 23,6 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ phương Tây. Twitter cáo buộc Threads đánh cắp bí mật thương mại. Chỉ sau một ngày xuất hiện, Threads đã ngay lập tức phả hơi nóng vào Twitter và buộc tỷ phú Elon Musk phải có hành động cứng rắn. Theo Reuters, Twitter đã đe dọa sẽ kiện Meta về mạng xã hội mới, Threads ra mắt ngày 6 tháng 7. Thông tin này xuất hiện trong một bức thư được luật sư Alex Spiro của Twitter gửi cho CEO Meta, Mark Zuckerberg. Threads là mạng xã hội mới của ông chủ Facebook, có cách thức hoạt động khá tương đồng với Twitter. Ứng dụng này đã nhanh chóng thu về hơn 30 triệu lượt đăng ký nhờ tận dụng hàng tỷ người dùng có sẵn của Instagram. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hạ lãi suất cho vay. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trước các đề xuất của doanh nghiệp về việc khó khăn trong tiếp cận vốn vay do lãi suất còn cao, Thủ tướng nêu rõ ngành ngân hàng đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng dư nợ tín dụng, tăng khả năng tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, giữa ngân hàng và doanh nghiệp cần lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn, phải đặt mình vào địa vị của người khác. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh điều kiện cho vay thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay. Lợi nhuận của Vinamilk tăng trưởng dương trở lại. Công ty cổ phần sữa Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2 với tổng doanh thu là 15.200 tỷ đồng, tăng 1,6%,
lợi nhuận sau thuế 2.220 tỷ đồng, tăng 5,6% so với quý 2 năm 2021. Đây là quý đầu tiên ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương kể từ quý 1 năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 29.118 tỷ đồng, tăng 1,1%, lợi nhuận sau thuế khoảng 4.126 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Năm 2023, Vinamilk đặt kế hoạch tổng doanh thu 63.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 8.622 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý, công ty đã hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!